Hello, xin chào quý khách. Đây là cái hôm nay đây là ba cái kính mà Liêm làm cho khách hàng á. Một cái kính ở bên Thủ Đức nè và hai cái kính ở bên Bình Thạnh ha. Đây. Đó. Đây là cái kính 1.67 ha. Mà cận là cũng tới 5 độ. Liêm mài ra cực kỳ mỏng nha. Mọi người coi. Cực kỳ mỏng. 5 độ mà gồm theo đồ loạn nữa. Đó, là mọi người thấy được Liêm quay cận cảnh này cho mọi người xem được cái độ mỏng của cái chồng 1.67 nha, rất là đẹp. Thấy không? Ra kính rất là đẹp. Mình nhìn là mình biết cái này là độ cao, nhưng mà nó sẽ ra một cái sản phẩm thôi, mình nhìn nó bên ngoài đó. Nếu mà phải người làm kính như Liêm á, thì mọi người sẽ coi cái kính này rất là mỏng và không bị lộ viền ha. Và mọi người coi Liêm quay sát đây rồi, mọi người coi thấy là cái chồng kính nó không có độ viền ha. Lên cho mình một cái tầm nhìn tối đa và người ta nhìn vào nó sẽ rất là thanh thoát và thẩm mỹ ha. Bên Liêm là chuyên làm trùng kính độ cao ha, chiết xuất cao, dành cho những người mà ở vô bị cận độ cao giống như là từ 6 độ trở lên ha. Hoặc là những người mà từ 10 độ ha, 10 độ mười mấy độ là bên Liêm cũng sẽ nhận ráp trồng kính cho khách hàng nha. Bên Liêm sẽ tư vấn sao cho lựa gọng rất là thích hợp. Cái hai là canh chỉnh cho được cái độ mỏng tuyệt đối ha, tối đa mà một chồng kính và một cái gọng kính nó sẽ mang lại ha. Mọi người coi rất là thẩm mỹ ha. Đây là cái chồng 1.67. Đây là cái kính đổi màu đây ha, là kính đổi màu. Đổi màu như thế nào thì cái này chồng chống tia xanh nha. Mọi người coi cái chồng chống tia xanh ha, nó cắt rất là ngọt ha. Rất là đẹp đẹp. Chồng này cũng là 1.61 nè, cũng cắt ti xanh ha, mọi người thấy. Thì cái chồng ti xanh á thì phải hạ bớt ánh sáng thì mọi người sẽ thấy được cái hiệu quả nha. Liêm sẽ hạ bớt ánh sáng. Mọi người thấy môi trường nó tối á, mọi người thấy cái ti xanh nó sẽ cắt rất là ok ha. Đa số là nó sẽ cắt tí rất là nhiều, rất là tốt ha. Mang lại cho một cái mắt rất là, nó chống được những cái tia như vậy á, thì nó sẽ mang cho cái mắt môi trường của nó một con mắt nó sẽ rất là an toàn trong cái môi trường tia xanh kỹ thuật số hiện tại ngày nay. Mọi người coi đây là cái chồng kính chống tia xanh ha, mà chiết xuất cao mà bên Liêm làm cho khách ha. Rồi mọi người chờ Liêm xíu nha, để Liêm bật đèn lên lại ha. Rồi. Thì đây còn đây là cái chồng đổi màu ha. Đồ đổi màu như thế nào thì bên Liêm sẽ minh họa cho mọi người coi nha. Mọi người coi Liêm chiếu tiêu vơi vào ha, để cho mọi người thấy được cái chồng nó sẽ biến đổi màu sắc ha. Nhìn chiếu một nửa thôi. Để một nửa bên còn lại nó sẽ màu trắng ha. Đây là cái máy chiếu tiêu UV của bên Liêm đây. Để thử cái đổi màu cho khách hàng xem. Đây là Liêm đang quay theo thời gian thật ha. Mọi người sẽ thấy được cái màu sắc nó thay đổi theo thời gian thật ha. Đây. Nó sẽ lên màu, còn bên đây là trồng trắng ha. Mọi người sẽ thấy ám tại vì nó cái tia ánh sáng UV á, nó hắt qua đây thì nó cũng sẽ lên ít màu. Còn không thì nó cứ giống như trồng trắng như vậy ha. Thì đây cái trồng đổi màu sử dụng ngày đêm trên một cái kính thì rất là thuận tiện. Đây là ba cái kính mà bên Liêm làm ha, cho mọi người ha. Này là chiết xuất mỏng nhất 1.67 nè. Cái này tới 1.61 nhưng mà mọi người nhìn vẫn thấy mỏng ha. Mọi người nhìn thấy rất là mỏng ha, thanh thoát. Rồi đây là cái chồng kính đổi màu ha. Hôm nay Liêm quay chung một clip luôn để cho mọi người thấy được những cái kính mà bên Liêm làm ha, và Liêm chuẩn bị ship cho khách hàng. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.